Tổ hợp truyền thông Hoàng gia, chuyên gia tạo lập thương hiệu dẫn đầu. Năm tôi học hết lớp 8, một cơn bạo bệnh viêm cột sống dính khớp ập xuống trên tôi đã khiến tôi trở thành một người tật nguyền, tàn phế. Mặc dù tôi là người đầy hoài bão và mạnh mẽ, nhưng không thể vượt qua cú sốc này. Rồi cô ấy đến bên tôi, đã giúp tôi vượt qua số phận, đồng hành cùng tôi trở thành một doanh nhân, và thương hiệu trang sức Em và Tôi ra đời từ đó. Nhà tôi thuần nông, lại đông anh em, việc tôi nằm liệt giường là một gánh nặng với cả gia đình. Bố mẹ tôi đã dùng tất cả những gì mình có và vay mượn để tìm mọi phương thức chạy chữa cho tôi, nhưng đều vô vọng. Bệnh của tôi ngày càng nặng thêm. Nhìn mọi người vất vả ruộng đồng, lại phải chăm sóc tôi tới cả vệ sinh cá nhân, cơm nước. Em trai phải nghỉ học đi làm thuê. Tôi đau xót, mặc cảm, tội lỗi, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho mọi người bớt gánh nặng. Thương tôi ham đọc, mà nhà nghèo không có tiền mua sách. Cả nhà lo tìm mượn đủ loại cho tôi đọc và giải khuây. Chính những điều đọc được trong sách đã tiếp cho tôi khát vọng sống. Từ chỗ phải nằm liệt giường, tôi đã ngồi được xe lăn. Đến lớp học thiết kế đồ họa, rồi mở một hiệu ảnh nhỏ tại nhà và kiếm được tiền. Sách đã giúp tôi tàn nhưng không phế. Còn Internet thì mở toang cánh cửa tương lai của tôi. Nhờ nó, ngoài thông tin, kiến thức, tôi được hòa nhập cộng đồng và tìm được tri kỷ cho mình. Đó là một cô gái đang học thạc sĩ tại Hà Nội. Tôi quyết định rời xa gia đình, lên Hà Nội phỏng vấn xin việc. Quan trọng nhất là gặp người con gái tôi yêu. Nhưng cánh cửa đã sập xuống khi người ta nhận ra tôi là người khuyết tật. Không cam chịu số phận, tôi về phòng trọ của bạn gái, dồn mọi thời gian, công sức, quyết tìm ra giải pháp kiếm tiền trên thế giới phẳng dành cho những người ngồi một chỗ như mình. Tôi miệt mài tìm hiểu cách thức vận hành của các trang thương mại điện tử, say sưa nghiên cứu Amazon, Alibaba và học cách bán hàng trên nền tảng số. Đầu năm 2012, chúng tôi bắt đầu bán trang sức online. Nhờ mối quan hệ sẵn có của bạn gái, chúng tôi nhập được vàng, bạc, đá quý chất lượng tốt và đăng bán trên các trang giao vặt, rồi từng bước xây dựng website. Sau một năm, chúng tôi có đều đặn các đơn hàng nhỏ, tin tưởng con đường đã chọn. Tháng 6 2013, chúng tôi lập công ty trang sức Em và Tôi, giúp khách hàng an tâm hơn khi đặt hàng online. Sau đó, chúng tôi mở thêm quầy hàng trong ngõ nhỏ để khách hàng xem trực tiếp. Giữa năm 2014,
gian hàng trong ngõ chúng tôi quá tải. Chúng tôi quyết định vay vốn mở showroom đầu tiên tại Hàn Thuyên. Chúng tôi tuyển dụng nhân sự, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và hy vọng một tương lai tươi sáng. Thật trớ trêu, trở thành CEO thực thụ chưa tròn 3 tháng thì mọi thứ cứ dần tuột khỏi tay tôi. Website sập liên tục, việc gia tăng số lượng sản phẩm đột biến. Nhân viên gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho và bán hàng, bảo hành kết quả khách hàng không được phục vụ kịp thời, mất dữ liệu đơn hàng. Khách hàng phàn nàn chậm tiến độ, khiếu nại về dịch vụ quá nhiều, sức ép công việc nhiều nhưng hiệu quả lại kém, khiến nhiều nhân viên nản chí. Còn tôi vừa phải làm trực tiếp, vừa phải quản lý, áp lực bủa vây. Tôi bị cuốn vào mớ hỗn độn, rối rắm, không quản lý nổi để thất thoát hàng hóa và nhiều đơn hàng không đúng yêu cầu khiến khách hủy hàng. Tôi cảm thấy bất lực, dường như mất phương hướng. Họa vô đơn chí, ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, gia đình bạn gái lại cao trào cấm không cho cô ấy tiếp tục quan hệ và cưới một người khuyết tật như tôi. Tất cả đã vỡ tan. Sau bao năm, tôi sợ hãi thực sự, tuyệt vọng trước tình cảnh mất sự nghiệp, mất cả hạnh phúc của đời mình. Tôi là Nguyễn Khang. Từ những câu chuyện thật của CEO chìa khóa thành công, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ một người khuyết tật thì anh Tiên đã vượt lên trên số phận của mình để có thể tự lực cánh sinh. Và may mắn đã đến khi anh đã có thể đọc được những cuốn sách thay đổi được cuộc đời của mình. Một trong những ước mơ mà anh đã có thể thực hiện được đó chính là có được một công việc ổn định. Anh theo đuổi đam mê thiết kế và đến với ngành kinh doanh trang sức. Khi mà cửa hàng đầu tiên được ra đời thì những tưởng là thành công sẽ đến với mình thì website bị sập và điều này dẫn đến việc mất hết tất cả những dữ liệu của khách hàng. Tiếp theo đó thì gia đình người yêu cấm cản không cho anh tiếp tục cái việc tiếp xúc với người con gái mà anh yêu thương. Làm thế nào để có thể giúp cho anh vượt qua được những cái khó khăn chồng chất khó khăn? Trước khi trả lời câu hỏi bạn sẽ làm gì, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch công ty Secoin, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Tất Thịnh, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia. Và nhân vật chính ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị ông Trần Văn Tiên, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Em và Tôi. Đến với câu hỏi bạn sẽ làm gì, các CEO trong câu lạc bộ CEO chìa khóa thành công đang đưa ra những giải pháp ở căn phòng kế bên. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Cà phê CEO. Thật ra cái câu chuyện này nó rất là giống cái câu chuyện của tôi. Bạn trai của tôi cũng là một người khuyết tật và hai chúng tôi cũng đang làm một cái kinh doanh. Khi mà bước ra mở một cái cửa hàng thì tôi nghĩ rằng là tất cả các doanh nhân đều biết rằng mất ít nhất là 6 tháng để mà mình có thể hoàn thiện cái việc mà bắt đầu có khách quen, bắt đầu có mọi thứ ổn định hơn. Anh Tê ảnh bị rơi vào cái điểm là mới có 3 tháng thôi. Xin lỗi là em cắt lời chị là tại vì mình đang đi quá xa với cái vấn đề hiện tại bây giờ. Cái tâm lý của người CEO á, là họ đang bị thứ nhất là về vấn đề tình cảm. Cho nên ở thời điểm này cái tinh thần của mình là cái thứ mà cần phải cứu vực dậy trước. Nếu là em thì em sẽ là người ngồi lại nói chuyện với người bạn đời của mình và cùng đồng hành nói chuyện với lại gia đình để mà cho gia đình thấu hiểu nhiều hơn. Ở đây cái câu chuyện là gia đình của bạn gái cấm thôi ạ. Nhưng mà trước đó thì hai người đến với nhau thì gia đình cũng không cấm, đúng không ạ? Và có cấm hay không thì họ cũng đã làm chung với nhau rồi. Thì về cái chỗ tình cảm này thì mình nghĩ cũng không nặng nề. Nhưng mà về cái quản trị thôi. Cái quản trị theo mình thì bây giờ phải hai người phải ngồi lại với nhau và sẽ thiết lập lại một cái kế hoạch rất rõ ràng trong kinh doanh. Ít nhất là kế hoạch dài hạn 3 năm, 5 năm.
Và cái thứ hai nữa là xây dựng một cái quy trình chuẩn cho từng bộ phận. Phương án số 1 là đẩy mạnh marketing online. Tại vì thời điểm đó là marketing online nó rất là mạnh rồi. Và cái nền tảng ban đầu của tôi là marketing online. Thứ hai nữa, giải pháp về các phần mềm quản lý kho, quản lý hàng, quản lý kho vận. Cái chuyện web bán hàng bị sập là do vấn đề yếu tố kỹ thuật. Thành ra bản thân CEO muốn xây dựng và muốn có thể ổn định được chuyện này thì cần phải có tạo ra một cái bộ máy, phải có nhân sự liên quan về kỹ thuật. Rồi tiếp theo đó nữa là liên quan tới vấn đề là nhân sự. Thực ra nhân sự tất trách, phàn nàn và khiếu nại đó là liên quan tới quy trình. Bản thân quy trình này thì được xây dựng và dựa trên một bộ máy và cơ sở có sẵn. Nếu giả sử như CEO bắt đầu quan tâm tới câu chuyện đào tạo nhân sự, hoặc nếu giả sử như họ không đủ nguồn lực để đào tạo nhân sự thì họ có thể thuê bên ngoài để về đào tạo nhân sự. Câu chuyện bây giờ là giải quyết trong vòng ngắn hạn thôi. Nó là câu chuyện trong vòng một tháng. Và bản thân trong vòng một tháng để tránh thất thoát chỉ có quản lý tốt. Mà bây giờ cập nhật phần mềm quản lý kho mình nghĩ là cũng sẽ rất là lâu. Triển khai mọi thứ rất là khó. Cái trước mắt là CEO tự lao vô làm. Cứ bay vô làm thôi. Sáng có bao nhiêu đồ, nhân viên vô, đếm hết. Chiều có bao nhiêu món, ra bán được nhiều, tự đếm. Cái shop nhỏ nhỏ ở trong phòng trọ nó khác so với chúng ta mở một cửa hàng kinh doanh ở ngoài phố. Đúng rồi, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề về nhân sự, về quản lý kho hàng, về rất là nhiều. Nếu bây giờ chúng ta cứ làm theo thói quen như là bán hàng ở phòng trọ nữa, làm sao mà phát triển nổi? Thực ra là bản thân cái trước mắt là về vấn đề tất trách khách hàng phàn nàn. Cái vấn đề tất trách khách hàng phàn nàn là do thái độ của nhân sự, do cách làm của nhân sự. Thì thực ra bản thân bây giờ mình có xây dựng quy trình mà mình không chỉnh đốn ngay là kiểu gì cũng mất khách thêm nữa. Thành ra là bây giờ mình chỉnh cái đó là chỉnh ngay từ bây giờ. Công ty này công ty bé tí à. Mà bây giờ mình cứ vẽ ra nào thì đủ thứ quy trình, mình đi học rồi sau đó mình đi mua phần mềm bán hàng về. Chết trước khi là sống được. Còn câu chuyện mà liên quan tới tình cảm rõ ràng chúng ta phải giải quyết. Vì tinh thần là yếu tố cực kỳ quan trọng của một người CEO. Người bạn đời này họ đâu có nói họ bỏ anh ta đâu. Mà cứ tập trung vào cái tình cảm, người ta làm gì, cứ câu xé chuyện tình cảm. Trong đó người ta không có tiền, không có vốn. Việc đầu tiên bây giờ là gọi vốn. Vốn đây là gì? Người khuyết tật chúng ta được ưu tiên vay vốn. Hình như là ưu đãi 100%, hoàn toàn là không có lãi. Cái tổ chức nào cho vay mà dựa trên người khuyết tật là cho vay 100%? Tôi chưa từng nghe. Vì nếu mà anh không dựa trên một cái nền tảng mà họ phải nhìn thấy rằng là anh có khả năng anh thanh toán, anh trả được thì họ mới cho vay. Không có ai mà đứng ra cho vay, kể cả anh là người khuyết tật. Bây giờ người khuyết tật có bảo đi vay vốn như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chứng minh khả năng trả lãi từ các tổ chức, công đoàn các kiểu. Nhưng mà đợi làm hồ sơ nó chắc chết mất rồi. Thành ra là mình nghĩ cái trước mắt cứ vay vốn gia đình đã. Cứ bám víu người thân trước. Tôi sẽ sa thải bớt nhân viên, đặc biệt là những nhân viên tắc trách, những nhân viên không đáp ứng yêu cầu. Chúng tôi sẽ phải đánh mã hàng hóa để quản lý được cái số lượng hàng hóa nó không bị thất thoát. Bởi vì rất là may đây là hàng đá quý cho nên nó không có bị thiệt hại lỗ vốn gì qua thời gian. Cái hệ thống web này nè, thì thực sự là mình sẽ một là mình thuê một công ty tư vấn, hai là mình kêu công ty tư vấn nó đồng hành cùng mình luôn. Đó thì bao nhiêu phần trăm cổ phần nói thẳng. Đó thì mình sẽ có được cái quy trình. Thì quy trình đầu tư là nào, hệ thống quản lý tất cả mọi thứ đi vô một quy trình rồi. Thì khi đầu tư ổn quy trình rồi á thì tất cả mọi thứ vận hành ok à. Nó khó là quy trình thôi à. Như các cụ đã nói là tư tưởng mà không thông thì pháp bình tông cũng nặng, đúng không ạ? Mà cái câu chuyện là bây giờ anh đang bị cái tư tưởng, thật ra là tư tưởng về tình cảm và vật chất, chúng ta nên xác định là như vậy. Tư tưởng thông. Chưa thông chị, bây giờ đây đang anh ấy đang vào cái tình huống là chị cứ đọc lại câu chuyện đi ạ. Tuyệt vọng về gia đình, tuyệt vọng về các cái trang web bị sập xuống, nhân sự không quản trị được. Sau chuỗi tất cả những cái ý kiến của anh chị á, thì em thấy có một cái điều mà chúng ta đang nhìn nhận không đúng. Có nghĩa là gì? Có anh chị nói á, thì tình yêu á, là quan trọng hơn. Có anh chị nói thì sự nghiệp thì quan trọng hơn. Tất cả đều quan trọng như nhau. Và trong tình huống này tôi thật sự tôi đang rất hạnh phúc. Sự nghiệp của tôi đang rất khó khăn. Nhưng tôi hạnh phúc vì sao? Có một người bạn luôn đồng hành và không bỏ tôi. Tôi thấy đó là hồi nãy giờ chúng ta đi vô cái vấn đề là bàn về vốn, tình cảm. Thì xin thú thật là tụi tôi làm thương mại điện tử, vốn không có thiếu. Tôi được là DFJ Vina Capital đầu tư 1 triệu đô Mỹ cơ. Rồi 500 ngàn bạn bè rồi này cũng phá sản thôi. Trong thời gian vừa rồi ở Việt Nam chúng ta nói về khởi nghiệp 4.0 vân vân. Thì Phó Thủ tướng của chúng ta là đã nói đó là cái công khởi nghiệp, cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này á, cái quan trọng nhất là kết nối. Là phải tìm những cố vấn, những tư vấn gia, những anh chị ngồi ở đây để làm, tiền không có thiếu. Thưa quý vị, những tưởng là
Với sự đồng hành của người bạn gái thì cùng với lại việc đã tìm cho mình được một cái công việc có thể phát triển, thì anh cùng một lúc gặp phải hai cái sự khó khăn ấy song hành cùng với nhau. Và những cái giải pháp đã đưa ra để giải quyết từng cái khúc mắc một, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện cùng với những khách mời trong ngày hôm nay. Phải nói thật rằng là hôm nay sau khi mà xem đoạn clip về anh Trần Văn Tiên thì tôi rất là cảm xúc. Tôi là khách mời của chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công và bây giờ là CEO Những Câu Chuyện Thật rất là nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một câu chuyện rất là cảm xúc như của anh Tiên. Sau khi mà xem clip và sau khi mà theo dõi các cái bình luận của các CEO cà phê của chúng ta ấy, thì tôi thấy toát lên có hai ý rất là cơ bản. Ý thứ nhất ấy, xây dựng lại cái doanh nghiệp của mình từ các vấn đề về nhân sự, đúng không? Các vấn đề thiết lập các quy trình, các vấn đề về mặt tài chính, rồi các vấn đề về vay vốn, thì đấy là các vấn đề cơ bản trong một doanh nghiệp thôi. Tôi nghĩ vấn đề thứ hai ấy, mà các cái CEO có nêu ở đây ấy, mà tôi nghĩ đây là vấn đề cũng rất là cơ bản đối với anh Tiên, đấy là vấn đề tư tưởng. Chỗ dựa rất lớn của anh Tiên đấy chính là người bạn gái, người yêu, thì bây giờ lại bị vướng vào các vấn đề về cấm cản gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà anh Tiên đang gặp vấn đề lớn hơn lại là chính là cái vấn đề liên quan đến tình cảm của mình. Các bạn đã đưa ra những cái tình huống tôi thấy là cũng rất đa dạng và anh Kỳ góp ý rất là đúng. Tôi xin được có lời thêm thế này. Chúng ta phải hành động trên cơ sở những cái gì chúng ta có. Chúng ta không được hành động trên cơ sở những cái gì chúng ta không có, hoặc là với một tinh thần tiêu cực, hoặc là với một tâm lý mất mát. Ở đây anh Tiên thì đã có rất nhiều. Theo tôi là có nhiều hơn cả người bình thường. Có một tình yêu như vậy, điều mấu chốt là bạn gái. Cái sự yêu thương của hai người cũng như nỗ lực của hai người nó phải đủ lớn để gia đình chấp nhận. Và cuộc sống cũng thế thôi, ở đâu cũng vậy. Bạn muốn vay vốn thì bạn cũng phải có một cái dự án đủ lớn. Bạn không thể nói rằng mình thuần túy là một người khuyết tật. Và hai nữa là bạn có một trí thông minh. Bạn ấy tự học được là rất nhiều điều rất khó khăn. Và tôi thấy rằng là cái cuộc đời con người tuyệt vời là khi người ta tự học được. Và coi cái học nó trở thành một cái ứng dụng, một thành sự nghiệp. Và bạn gái cũng như là Tiên đã cộng hưởng về điều này. Các bạn góp ý vừa rồi tôi thấy là rất là đa dạng, rất là hay. Vâng. Và thực sự đó là một cái tham khảo rất tốt cho bạn Tiên. Vâng, xin cảm ơn anh Thịnh và anh Kỳ. Thưa quý vị, thật ra thì cái khó ở đây đó là người bên ngoài nhìn vào thì biết là sẽ giải quyết bài toán là sao. Nhưng mà người trong cuộc thì đang trong cái tâm trạng vô cùng rối ren. Và đặc biệt là đối với trường hợp như anh Tiên thì anh lại càng khó hơn nữa khi mà cái chỗ dựa cho mình hầu như là lúc này không thể dựa được nữa. Thế thì anh sẽ phải giải quyết bài toán của mình ra sao? Phương án như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng đến với CEO Hành Động. Nhiều đêm thức trắng, nhìn người con gái bên cạnh tôi đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, đã chia sẻ cả số phận. Em đã chấp nhận tôi, một người khuyết tật, chấp nhận hoàn cảnh khó khăn. Nếu không đủ vững vàng thì tôi đâu xứng đáng với niềm tin em đã dành cho tôi. Tĩnh tâm, tôi rà soát lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, phân tích từng công đoạn, từng khâu, đánh giá lại đặc thù kinh doanh, hoàn cảnh của mình. Tôi tham khảo và tìm hiểu các mô hình quản trị của Việt Nam và thế giới. Lời giải duy nhất dành cho tôi chính là áp dụng công nghệ. Ai cũng biết đầu tư công nghệ đòi hỏi chi phí lớn. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư lớn. Tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Nhưng không lẽ buông tay, hoàn cảnh của tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi lập khoản mục công nghệ bắt buộc phải đầu tư để đảm bảo quản trị hệ thống hiệu quả. Từ đó tôi xây dựng kế hoạch tài chính. Tôi vay vốn ngân hàng để đầu tư hệ thống server, đặt viết phần mềm quản lý hàng hóa, đồng thời áp dụng công nghệ vào quản lý điều hành. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp nhỏ hiếm hoi thời điểm đó, đầu tư mạnh tay vào hệ thống quản trị và lưu trữ đồng bộ dữ liệu. Song song với việc áp dụng công nghệ, tôi xây dựng quy trình quản trị, đưa ra các bản mô tả công việc cho từng bộ phận một cách rõ ràng, có quy chế thưởng phạt công minh. Việc áp dụng tất cả các biện pháp này và nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp doanh nghiệp chúng tôi dần dần đi vào ổn định. Vững tâm hơn rồi, tôi đã cùng bạn gái kiên trì thuyết phục từng người thân trong gia đình. Chân thành và quyết tâm, chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm và ủng hộ của cả nhà.
cuối năm 2014. Chúng tôi đã có một lễ cưới ấm áp và năm sau đó, chúng tôi vui mừng đón đứa con đầu tiên chào đời. May mắn hơn, đầu năm 2015, một tổ chức y tế của Chicago đã về Việt Nam phối hợp với Bệnh viện 108 tài trợ hai khớp nhân tạo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi may mắn nằm trong danh sách đó. Trong hai năm 2015-2016, tôi lần lượt được thay khớp háng và khớp gối, trải qua một quá trình trị liệu phục hồi để có thể đi lại được và hoạt động như một người bình thường. Năm 2017, do nhu cầu khách hàng tăng, chúng tôi đã chuyển sang mặt bằng rộng hơn tại số 9 Hàng Chuối. Liên tục cải tiến, nâng cấp phần mềm quản lý, số hóa các đơn hàng để khách hàng tiện sử dụng chính sách bảo hành, trao đổi, thu mua, chú trọng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Áp dụng chính sách thu mua lại 70% giá trị sản phẩm, bao gồm cả giá vàng, đá quý và công chế tác. Nhờ vậy, doanh thu doanh nghiệp ngày càng tăng, nhận được những sự phản hồi tích cực của khách hàng, đặc biệt về dịch vụ hậu mãi. Hiện nay, chúng tôi đã có hơn 40.000 khách hàng trong và ngoài nước, có cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, đặc biệt lượng khách hàng trung thành chiếm tới 20%. Hàng năm, ngoài các mẫu có sẵn, chúng tôi tiếp nhận hàng trăm đơn hàng thiết kế, chế tác riêng theo yêu cầu. Chúng tôi tự hào là một trong số ít những đơn vị trang sức sở hữu gần 30.000 sản phẩm với mẫu mã đa dạng, phong phú. Tháng năm 2020, chúng tôi lên kế hoạch xây dựng thêm cơ sở ở miền Nam, miền Trung, đáp ứng nhu cầu khách hàng trên cả nước. Để lại sau lưng những đau khổ của số phận, giờ đây tôi hạnh phúc với những gì mình có. Đó là một doanh nghiệp được khách hàng tin cậy, yêu mến, một gia đình nhỏ rộn tiếng cười và đôi chân vững vàng. Cuộc đời tôi như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Thưa quý vị, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, và nhìn câu chuyện của anh Tiên thì Nguyên An nhớ đến một trong những cái nhân vật truyền cảm hứng khi mà anh ấy đến Việt Nam, đó chính là Nick Vujicic. Anh ấy cũng đã kể về câu chuyện của đời mình đã vươn lên nghịch cảnh như thế nào. Và thật sự là câu chuyện này cũng đã chạm đến trái tim Nguyên Khang khi mà theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của khách mời và nhân vật chính ngày hôm nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Bàn Tròn CEO. Đầu tiên thì xin chúc mừng anh đã nhận được rất là nhiều cái may mắn. Người ta thường nói là hết cơn bỉ cực rồi tới hồi thái lai. Những tưởng là khi mà mọi thứ nó đã quay trở về vị trí xuất phát điểm bằng không thì anh lại có lại những cái trước đó. Nãy thì có một chi tiết khá là xúc động, đó là cuối cùng thì anh cũng đã cùng bạn gái của mình về dinh nhà, có thêm một cậu bé rất là đáng yêu. Hôm nay thì không biết vợ của anh có đi cùng với anh không? Hôm nay vợ của tôi cũng có mặt ở tại trường quay này. Chào bạn. Bạn có thể cho mình biết bạn tên gì được không? Em là Nguyễn Thị Lệ Quyên ạ. Lệ Quyên hả? Dạ. Như vậy thì đã mấy năm rồi hai bạn đồng hành cùng với nhau? Tính đến thời điểm bây giờ thì gần vừa qua tròn 9 năm ạ. 9 năm? Dạ. Cái điều gì mà ở Tiên khiến cho bạn cảm thấy rung động và quyết định gắn bó cuộc đời của mình với Tiên? Ở anh ấy là con có cái nghị lực phi thường. Với những cái người mà em đã từng gặp trong cuộc sống thì không ai mà để cho em cảm nhận được cái điều đó. Hỏi vui vui một chút nha. Dạ. Hồi đó hai bạn gặp nhau sao? Thời điểm năm 2010 là thời điểm của bắt đầu của Yahoo và các forum ạ. Thì bọn em quen nhau trên một diễn đàn của người Thanh Hóa. Lúc bấy giờ thì em là admin của một cái diễn đàn tên là Nhịp Cầu Xứ Thanh.com. Và bọn em quen nhau qua cái việc trao đổi từ các thành viên trong diễn đàn ạ. Như vậy là từ tình bạn, dạ, từ từ mới phát triển lại thành tình yêu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Khi mà gia đình cấm cản cái chuyện tình yêu của hai bạn á, thì lúc đó bạn suy nghĩ như thế nào? Khi mà mọi người đều biết thì bố em tìm đủ mọi cách để ngăn cản bọn em. Ông cũng đã nói rằng là giữa bố và bạn ấy thì con phải ra một quyết định là chọn lấy một người ạ. Lúc đấy thì thực sự là không biết trả lời bố như thế nào.
em chỉ biết im lặng để chờ đợi cái thành quả công việc bọn em làm ra để trả lời với bố. Tôi thấy khi mà bạn trả lời thì mắt của Tiên rất là long lanh và rất là nhiều cảm xúc. Tôi biết là ngày hôm nay khi Tiên ngồi ở vị trí là CEO của Chìa Khóa Thành Công là một cái minh chứng cho cái sự thành công của bạn ấy. Thế thì tôi rất là muốn bạn có thể dành một cái tình cảm thật là ấm áp, một cái ôm hay như thế nào đó để chúc mừng cho người đàn ông của mình đã có được một thành công rất là tuyệt vời, vượt lên trên số phận, được không? Cũng rất là cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái điều kiện có thể minh chứng rằng giống là một cái sự thành công của mình đã được làm được mà luôn luôn có em bên cạnh. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn. Vợ chồng bạn Tiên là câu chuyện rất là cảm xúc. Và tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ tạo một cái động lực rất là lớn, không chỉ rằng là cho những người khuyết tật, cho những người mà cuộc đời không được ưu ái lắm, mà còn là một động lực lớn cho những cái doanh nhân mà hiện nay họ cũng đang có những cái điều kiện hoặc họ đang rất khó khăn. Sau những câu chuyện như của vợ chồng anh Tiên, họ sẽ có thêm những cái niềm tin, có thêm được cái nghị lực. Và đây là một câu chuyện minh chứng mà tôi nghĩ nó rất là hay, rất là tốt. Tôi được biết rằng là các bạn ấy đã nảy nở tình yêu ngay từ khi chưa gặp nhau trực tiếp. Bởi vì bạn trên khuôn mặt của bạn Tiên nó rất sáng và có một cái nghị lực thông qua những cái forum ở trên Yahoo và những cái trao đổi rất là tích cực, rất là trong sáng. Thì điều đó khiến cho hai bạn gặp nhau, và khi gặp nhau thì lại được chứng kiến một cái tinh thần nỗ lực tuyệt vời của người thanh niên Trần Tiên. Và chính điều đó là củng cố thêm Lệ Quyên là yêu bạn ấy hơn. Lúc đầu gia đình có thể chưa đồng ý, đó là chuyện rất bình thường, rất thông cảm được. Nhưng đứng trước một cái tình cảm như vậy, và đến bây giờ tôi được biết rằng là gia đình rất là yêu thương và rất ủng hộ. Thông qua trường hợp của bạn Tiên thì chúng ta phải cố gắng đủ độ. Chúng ta phải cố gắng đủ lớn để có thể nhận được sự ủng hộ của người khác, của gia đình lẫn cả của xã hội. Tôi có nhớ được một cái câu của Maxim Gorky, có nói rằng là cuộc sống dù có đen tối, rồi là hoàn cảnh dù có không thuận lợi, mà thậm chí người đàn ông có thể không hoàn hảo, nhưng có một người phụ nữ tuyệt vời về tâm đức thì chính đấy là một bệ phóng. Và ông ấy dùng từ là cứu cánh, tôi thấy là quá đúng. Cho tôi hỏi thêm anh Tiên một số cái chi tiết để rõ hơn, vì qua cái phóng sự vừa rồi nó không được rõ lắm. Vâng. Thứ nhất là sản phẩm hiện nay thì của anh là anh có tự một cái xưởng nào riêng của mình không, hay là anh cũng đặt các cái nơi khác gia công chế biến cho mình? Ngay từ đầu chúng tôi đã đưa ra ý tưởng là chúng tôi sẽ lên phác thảo thiết kế trước và đi đăng ký bảo hộ độc quyền, và sau đó là chúng tôi mới thuê một đơn vị nữa chế tác. Mà chế tác theo tiêu chuẩn của chúng tôi đặt ra. Trong kinh doanh mà tôi gọi đấy là OEM hoặc ODM đấy. Vậy thì hiện nay tỷ trọng các sản phẩm do anh thiết kế nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số sản phẩm hiện nay anh đang bán ra? Về những sản phẩm thiết kế, về đặc thù của ngành chúng tôi là ngành đá quý, và mỗi cái viên đá nó sẽ mang một cái khác biệt khác nhau. Giống như gạch của anh có thể dập cả nghìn viên, hàng triệu viên, một cái form như thế. Nhưng mà với trang sức của chúng tôi ấy, thì nếu mà mình vàng không thì có thể một cái mẫu ấy nó như nhau, nhưng chúng tôi sẽ đính vào những cái viên đá, và những cái viên đá này nó được mài, được chế tác thêm. Nó khác nhau, thì bất cứ ai cũng phải sinh ra trong 12 con giáp, và bất cứ ai cũng phải nắm một cái mệnh nào đó trong ngũ hành. Và chúng tôi đã xây dựng những sản phẩm nắm theo là ngũ hành tương sinh tương khắc. Thì các cái sản phẩm đấy anh có đăng ký độc quyền không? Cũng có đăng ký độc quyền đấy anh. Vâng, mình phải đăng ký độc quyền. Nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong các cái sản phẩm của anh? Khoảng tầm 30%. Nhưng tới bây giờ thì con số đã thay đổi rất là nhiều rồi. Hiện nay của anh đạt là bao nhiêu? Chúng tôi khoảng tầm 80%. 80%. Sản phẩm chúng tôi quá sản tốt. Xuất ra là đăng ký theo bản quyền của chúng tôi. Tôi nghĩ là cái tỷ trọng 30% của lúc ấy nó có thể hình thành được một cái, được gọi là một cái chiến lược riêng của em và tôi. Và bây giờ 80% thì tôi nghĩ là một chiến lược thành công. Thông thường là đối với cái cả sản phẩm đá quý nó cực kỳ đa dạng về mẫu mã. Vậy thì anh có định vị cái đối tượng khách hàng của anh, hoặc là định vị cái dòng sản phẩm của anh tập trung vào cái dòng nào không? Nói như các chuyên gia, cái ngành đá quý của tôi là tiếp cận vào cái giới trung lưu và cao cấp. Tại cái thời điểm khoảng cách đây một vài năm cho tới bây giờ, cái thị trường mà tiêu thụ trang sức không ai bỏ ra cả hàng trăm triệu để mua sản phẩm. Tôi nói không phải là không có, cũng có, những cái số lượng nó rất là ít. Nên chúng tôi sẽ nhắm vào các tệp khách hàng khác nhau, và chúng tôi sẽ chia các chiến lược của công ty để hoạt động làm sao để cho tiếp cận với khách hàng mục tiêu. Và chúng tôi có một cái hay nữa là tại thời điểm đó chúng tôi cũng lên Internet. Bây giờ nói như các anh các chị lên Internet nhìn giá nào là mua giá đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trước đây, đấy là một cái mà chúng tôi phải thực sự là phải rất là nỗ lực, từ bản thân tôi cho đến cả đội ngũ công nhân viên. Khi mà áp dụng công nghệ vô cái sản phẩm của bạn thì tôi thấy là bây giờ Tiên có vẻ thành thạo và dùng rất tốt luôn. Có
có phải là do từ cái bài học vấp váp về mình bị sập mạng? Anh phải hình dung là trong cái thời điểm đó rất là chưa có thông tư 22 về vàng bạc đá quý ở Việt Nam ra đời, anh là chúng tôi đã có tem mã vạch các thứ theo tiêu chuẩn của ISO luôn rồi. Chúng tôi đồng bộ tất cả các tem mã vạch. Tôi nói anh bây giờ không phải chuyện đếm. Chúng tôi bây giờ có tới khoảng hơn 20.000 sản phẩm mà anh bảo sáng mà ngồi ra đếm cho nhân viên đếm đến tối còn chưa xong được ấy. Chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ và từ thời điểm đó quản lý bằng mã vạch hết. Ở đây tôi để ý đến hai con số ở trong cái chương trình này là con số 20 và con số 70. 20 ở đây tức là bạn hiện nay bạn đang duy trì được 20% khách hàng truyền thống. Tôi thì không biết lắm về nghề trang sức, nhưng mà nếu mà vợ tôi đi mua trang sức ấy là hay đến cửa hàng quen. Cho nên là nếu như mình duy trì được cái lực lượng khách hàng quay trở lại cửa hàng mình càng nhiều thì cái duy trì cái đấy là cái yếu tố tạo ra cái thành công rất tốt. Nhưng mà tôi cảm giác như nó có liên quan đến chính sách, cái câu chuyện 70 nữa. Tức là khi mà anh lại đưa ra một chính sách rằng là anh sẵn sàng anh thu mua lại 70%, đúng không? Các cái sản phẩm mà người ta đã dùng, người ta thấy lỗi mốt hoặc người ta cần đổi, anh thu mua lại và anh trả lại cho người ta 70% cái giá mà họ đã mua của anh. Thì đấy cũng là một chính sách rất là tốt. Thì chắc là cũng có một cái sự quan hệ tương hỗ giữa hai cái con số 20 và 70 như vậy. Đúng rồi. Như các anh chị biết ấy, là cái nhu cầu và cái xu hướng của Việt Nam tất cả là mua vàng ta. Khi anh mua vàng ta có thể là anh tích trữ xong ngày kia anh đeo hoặc là anh cất trong két thì cần việc anh đưa ra bán. Nhưng nếu mà của tôi là sản phẩm về hàng trang sức mà là hàng vàng Tây, mà nếu mà tôi không thu mua lại cho khách hàng thì liệu khách hàng có quay lại với tôi nữa không? Nên chúng tôi sẽ đặt ra cái quy chuẩn đầu tiên là về chất lượng. Chất lượng chúng tôi sẽ đưa ra là sản phẩm đá quý tự nhiên hoàn toàn, không qua xử lý. Và nếu có xử lý chúng tôi sẽ nói rõ cho khách hàng biết cái dòng này là xử lý và chúng tôi sẽ thu mua theo cái chế độ khác. Còn cái hàng tự nhiên thì cho dù bạn dùng bao lâu cũng được, chúng tôi cứ căn theo cái giá trị ban đầu bạn mua. Vì các anh biết là ví dụ như nhiều sản phẩm như nam giới anh em mình đeo một sản phẩm nó khoảng tầm vài chục triệu, nhưng tiền công chế tác của nó tới khoảng tầm 3-4 triệu rồi. Và cái giá trị vàng thì nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà cái sản phẩm đá, nếu mà lúc anh mua lại mình vàng không thì cái số tiền em nói với các anh ở đây không những là còn 50% giá trị, còn 30% giá trị sản phẩm. Thì như thế khách đâu quay lại mình đâu. Một số cửa hàng thì tôi thấy họ cũng thu mua lại đấy, mua lại vàng ta hoặc là vàng Tây. Nhưng mà bên anh thì có một cái rất là mạnh dạn là anh thu mua lại cả đá quý, đúng không? Đúng rồi. Đấy là hình như là đấy cũng là một cái bước. Đúng rồi, một cái bước ngoặt của chúng tôi. Nhưng mà liệu nó có là cái bước rủi ro đối với cả doanh nghiệp của anh không? Nếu như anh mà đã chuẩn từ đầu vào rồi, hàng anh đưa ra là hàng tự nhiên, anh thu mua lại anh không có e gì hết. Vì tự nhiên, trong tự nhiên thành tạo được một viên đá có phải hàng triệu năm. Mà hàng triệu năm anh dùng giỏi lắm được 50 năm, cho dù 100 năm có ảnh hưởng gì đến nó đâu. Tại sao chúng tôi không thu mua lại? Mà chúng tôi lại còn áp dụng ngay từ cái thời điểm đó là không cần mang theo hóa đơn. Tôi nói với các anh chị, giờ anh em mình mua sản phẩm được xong về được. Ai mà còn ôm hóa đơn lại cầm cái hóa đơn vào két cất, xong ngày kia cần bán lại cầm hóa đơn đi. Nhưng chúng tôi không, khách hàng chỉ cần đến đọc số điện thoại. Chúng tôi sẽ check ra tất cả thông tin của khách hàng, mua thời gian bao nhiêu, giá như thế nào, tất tật tật. Và chúng tôi đã áp dụng ngay từ cái lần vấp này đấy các anh. Như vậy là phải có một người đứng ra kiểm định chứ. Khi mình mua bất cứ đá quý ở đơn vị nào cần có giấy kiểm định. Vì kiểm định như thế ngay từ đầu vào, tôi đã nói với anh Kỳ là từ đầu vào chúng tôi đã kiểm soát chất lượng là đá của chúng tôi là đá tự nhiên. Chúng tôi thuê một những chuyên gia đầu ngành về đá quý Việt Nam kiểm định. Và có những cái sản phẩm chúng tôi phải kiểm định tại ở GAA của Mỹ chẳng hạn, hoặc ở bên Thái Lan chẳng hạn, để chúng tôi đưa về để làm cái bằng chứng xác thực là cái chất lượng sản phẩm của chúng tôi nó cao cấp như thế. Nhưng đến lúc anh bán, những lúc người ta trả lại cho anh sao? Lúc chúng tôi trả lại thì trên những cái sản phẩm anh ạ, giống như cái vân tay vậy. Nó có những sự khác biệt của từng sản phẩm của chúng tôi. Khi chúng tôi đưa vào thì trong hệ thống lưu trữ chúng tôi có hình ảnh, có trọng lượng các thứ của nó từng chi tiết một từ lúc đầu chúng tôi đưa ra rồi. Cho nên nó không có hề ảnh hưởng gì cho dù bao nhiêu năm.
trong tương lai khi anh mở thêm các cái văn phòng hoặc là cửa hàng bán hàng offline thì anh vẫn phải set up cả một cái hệ thống để nó thẩm định, nó kiểm tra lại để mà thu mua lại chứ. Hay là chỉ có mỗi Hà Nội mới thu mua lại thôi? Không, chúng tôi sẽ là đánh toàn quốc anh ạ. Cho dù bất cứ đâu chúng tôi cũng sẽ đội ngũ nhân sự để mà thẩm định lại, kiểm tra lại những cái vấn đề đấy. Rồi là các cái phòng ngừa rủi ro cho các vấn đề tiêu cực, cho các vấn đề thu mua lại như thế nào? Tất cả cái đó thì chúng tôi đã xây dựng thành hệ thống anh kìa. Chúng tôi đã có những cái chuyên gia đầu ngành hoặc là phối hợp với những cái trung tâm kiểm định lớn để kiểm tra lại những chất lượng sản phẩm đó. Thì tất nhiên ngay khi khách hàng đưa đến chúng tôi là những cái nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo rất là kỹ, chuyên sâu về chuyên ngành. Hay anh quá. Có yếu tố nào để anh gia tăng được 20% lượng khách hàng truyền thống của mình không? Chúng tôi cũng xây dựng rất là nhiều chiến lược, nhưng mà rất là tiếc anh Kỳ, đó là chiến lược bây giờ tôi không thể bật mí với anh ở tại trường quay được. Nhưng mà một lúc ra khỏi trường quay tôi sẽ bật mí cho anh. Và cái việc thu mua 70% lại với cái giá trị thì tại thời điểm đó tôi nghĩ là rất có lợi, là bởi vì cái hàm lượng kết cấu của vật liệu đá quý và vàng Tây nó vào trong đó là đến hơn 70% cơ. Và hơn nữa là cái lỗi của thời gian thông qua những mẫu mã mà anh design trước kia thì sau một thời gian thì làm lại, và cái đó hết giá trị cũng là tất yếu, đó là một cái sự khôn ngoan. Cái đó còn là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng nữa đó anh. Thay vì là làm một cái thẻ membership cho khách hàng để mà níu chân họ thì cái cách này là có thể dụ họ mua thêm sản phẩm mới và gắn bó được với mình. Anh tin hỏi hiện nay tỷ trọng bán hàng online với cả offline mua bán ở các cửa hàng của anh này nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Nếu mà bây giờ thì tỷ trọng của chúng tôi online còn cao hơn cả offline anh ạ. Phải chiếm tới 60-70%. Vì cái xu hướng tiêu dùng của người dân Việt Nam của chúng ta đã được tăng rồi. Và cái thứ hai nữa, cái thương hiệu của chúng tôi đã đi vào lòng khách hàng rồi. Nhưng mà có lẽ là những khách hàng mua online của anh chủ yếu là những khách hàng đã biết về các anh. Và họ đã rất là thông thạo về sản phẩm của các anh rồi. Họ có niềm tin rồi, họ mới dám mua online. Nó không phải nghề của tôi, nhưng mà theo như tôi biết, các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới họ bán được online chủ yếu là khách hàng đã xem qua offline rồi. Sau đó họ về họ mới đặt hàng qua online. Và đấy là những thương hiệu mà họ cảm thấy họ có niềm tin rất là lớn. Cái việc mà chúng tôi nếu mà mở rộng những cái showroom ra ở các tỉnh thành cũng rất là tốt. Khách đến không phải đến chọn, cầm điện thoại là em ơi anh lấy mã này. Chúng tôi giải quyết khách hàng đơn hàng mua bán trong vòng chỉ 5 phút là xong. Khách không phải chần chừ đắn đo thì nhiều, còn nếu khách nào kỹ chỉ 1 hoặc 2, 3 này anh chọn cái nào thôi. Còn khi mà khách vãng lai, anh phải biết là những dòng sản phẩm hoặc là khách vãng lai vào thì dịch vụ tiếp đón khách hàng chúng tôi cũng đã sẵn sàng giúp họ để lựa chọn sản phẩm. Như vậy là họ biết qua sản phẩm của anh là thông qua kênh online. Nhưng mà khi mà họ mua, họ vẫn đến tận cửa hàng họ mua. Đúng rồi, nếu chứ không phải là mình ship đến có bên chúng tôi có ship anh ạ. Vâng, chúng tôi có ship, có giao hàng toàn quốc. Nhưng mà nếu như tôi nói với anh ấy, nếu mà gặp một người mà người ta kỹ quá đi, mà người ta muốn cái style nó khác biệt hoặc gì đó, một người ta đến ta đặt theo yêu cầu của họ, hai người ta sẽ đến tận nơi người ta chọn giống như anh muốn là đeo thử rồi ngắm nghía. Cái việc mà thay khớp háng và khớp gối đã góp phần giúp cho việc đi lại của Tiên nó trở nên thuận tiện hơn. Hoàn cảnh như thế nào mà Tiên đã được thay cái khớp háng khớp gối này? Cái chương trình mà tôi được thay khớp là chương trình thay khớp của tổ chức Operation Work của Chicago. Thì tôi cũng vào để nộp đơn để xin người ta có thể giúp đỡ tôi. Mà khi mình nộp đơn có một cái lạ quá trời là khi mình vào thì không có ai nặng bằng mình hết trơn á. Và tiếp theo năm nữa họ cũng có trao đổi và tôi có liên hệ với họ thì họ bảo là các cái quy trình để mình tập luyện như nào để mình thay được hai khớp háng. Như đoạn clip các anh xem là ví dụ chân tôi là như thế này, nó dính lại không có chạng ra được. Và cái đầu gối không có duỗi ra được. Tôi ngồi xe máy xã chở đi học á, thì ngồi có một bên. Rất nhiều người đi đằng sau bảo dừng lại, em sắp rớt rồi. Có nghĩa là nghĩ tôi là em của bà xã rồi á. Tôi phẫu thuật thì đúng thật sự là cũng là năm ăn năm thua anh Nguyên Khang ạ. Và trong những cái thời gian đó cũng là một cách để làm cho tôi chuyển mình. Là tôi tách ra, tôi không đến công ty, không giao tiếp ấy, nhưng mà tôi vẫn điều hành được. Thì từ đó tôi mới tìm ra cách tại sao người ta không đến doanh nghiệp mà bộ máy doanh nghiệp vẫn vận hành. Đặc biệt là giới trẻ thường rất là hơi lười trong vấn đề đọc sách. Nhưng mà tôi lại thấy là những cái việc mà bạn đọc nó lại giúp ích cho bạn rất là nhiều. Đặc biệt là những cái cuốn sách nó đã thay đổi cuộc đời của bạn. Tôi cũng đã có tự thuật là có lần tôi muốn quyên sinh đi, là cho bố mẹ đỡ vất vả, cho người thân đỡ vất vả, mình chết đi cho nó xong. Nhưng mà chính trong cái thời điểm đó tôi đã tìm được cái kia ở trong cái cuốn sách. Cuốn sách gì vậy? Nó thực sự là tôi đọc Kinh Thánh. Tôi nhớ tâm đắc nhất một câu chuyện là người cha nói với người con là
khi mà nhà con cháy nhà thì con đừng có cầm cái gì hết, cho dù tiền bạc của cái con đừng có cầm, con cứ chạy là con thoát được thân con đã. Khi mình đầu tư vào trí tuệ thì là cái đầu tư khôn ngoan nhất và sáng suốt nhất. Tôi là một cái người cũng biết về trường hợp của bạn Tiên từ khá sớm và rất là cảm động về tinh thần đó, và cũng tự hứa với lòng mình là hỗ trợ bạn ấy tất cả những gì mà trong chuyên môn của mình. Nhưng thực sự tôi được tiếp cận đến một con người là rất nghị lực, rất thông minh và rất là có tinh thần cầu thị, và như bạn Nguyên Khang vừa nói là rất tích cực. Cái việc bạn Tiên vừa nói là nó đúng như cái tinh thần Warren Buffett khuyên các giới doanh nhân trẻ là phải đầu tư vào trí tuệ, và cái hai là cái sức khỏe, và cái ba là cái tinh thần. Ở Việt Nam chúng ta có nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng rất là tuyệt vời. Vừa rồi bạn Nguyên Khang nói đến thế giới của Nick Zizek cũng là một trường hợp tuyệt vời, nhưng có nhiều trường hợp khác nữa mà từ những hoàn cảnh khác nhau, từ là một người đi chiến trận trở về, từ một gia đình là nghèo khó, từ một cái hoàn cảnh bi kịch. Và cái chuyện đó là chúng ta mới thấy, nếu chúng ta có thách thức, hãy coi đó là những thứ mà chúng ta cần phải vượt lên. Đấy, hiện nay giáo dục của Đan Mạch ấy, thì trẻ em khi đến trường ấy, thì một trong những môn học mà quan trọng nhất đối với trẻ em Đan Mạch hiện nay ấy, hay Bắc Âu hiện nay ấy, đấy là môn học là thấu cảm. Và câu chuyện của Tiên cũng như là câu chuyện của Lệ Quyên đối với Tiên, đúng không? Tiên phát triển doanh nghiệp mình trên một nền tảng tri thức mới chỉ có lớp 9 và tạo ra một doanh nghiệp rất nhiều cảm xúc như vậy. Và những câu chuyện như của Tiên nếu mà đưa vào trường học để mà trẻ em người ta học, để người ta hiểu hơn về giá trị cuộc sống, tôi nghĩ là đấy là môn học rất hay. Trời đã sinh ra ta, sẵn tạo ra nguồn sống, trời cho ta còn sống, sẽ chỉ bảo cách hay, trời gieo muôn cơ may, ta tìm trong lẽ thuận. Và đấy là một vài cái vần điệu mà trong cái đầu thơ của tôi, và tôi thấy ở bạn Tiên cũng là một cái bằng chứng tuyệt vời cho những cái ý tưởng và những cái vần thơ của tôi như vậy. Chúng ta không có quyền lựa chọn gia đình để sinh ra, chúng ta không có quyền lựa chọn hình hài để chúng ta lớn lên, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Bạn có thể sống tích cực, sống lạc quan, hoặc bạn cũng có thể chọn cho mình cách sống bi quan và ủy mị. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng cái cách sống lạc quan và tích cực sẽ mang cho bạn một cái giá trị sống mà chúng ta cảm thấy trân trọng cái cuộc sống này hơn. Đôi khi trong cái cuộc sống trong xã hội, chúng ta vẫn còn hoài nghi về lòng tốt của người dành cho người. Chúng ta đôi khi cảm nhận rằng chúng ta muốn tốt, nhưng là liệu lòng tốt của chúng ta có được đền đáp hay không? Thì qua câu chuyện của anh Tiên, chúng ta hãy nghĩ được một điều, đó chính là hãy sống vì cộng đồng, sống vì những người khác, để chúng ta thấy được cái sự thấu cảm như anh Kỳ đã chia sẻ trong câu chuyện vừa rồi. Và đúc kết lại, đây không chỉ đơn thuần là một cái câu chuyện truyền một cái nghị lực về sự thành công cuộc sống, mà đây chính là một câu chuyện truyền cái giá trị sống tích cực đối với cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cuộc trò chuyện cùng với chúng tôi. Và nếu quý vị có bất kỳ cái chia sẻ thông điệp nào trong ngày hôm nay, thì xin vui lòng liên hệ với trang fanpage của chương trình, hoặc liên hệ với địa chỉ của chương trình chìa khóa thành công avonghoanggia.com.vn. Hoặc bên cạnh đó, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 0981 486868. Bỏ lỡ bất kỳ tập phát sóng nào, quý vị có thể theo dõi trên địa chỉ website là www.co.com, hoặc quý vị có thể click subscribe trên kênh YouTube CO Chìa Khóa Thành Công 2019 để nhận được những thông báo về những tập phát sóng của chúng tôi. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tập phát sóng tiếp theo. Trưởng thành và đạt được những thành công rực rỡ khi còn rất trẻ, tôi lên kế hoạch mở một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng không nung đầu tiên tại Hà Nội. Thừa thắng xông lên, nắm chắc công nghệ, xây dựng được đội ngũ nhân sự giỏi. Sau 10 năm, chúng tôi đã làm thương hiệu vật liệu xây dựng dẫn đầu thị trường. Năm 2002, chúng tôi quyết định nam tiến, lựa chọn sinh tử. Cuộc chinh phạt không khả quan, tôi đã thấy rằng là mình cần phải trở thành một phần của nó, mình phải thấu hiểu nó, thì lúc đó mình mới có thể thành công được. Nếu dấn thân vào Nam, tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng nếu tôi không dấn thân vào Nam, dậm chân tại chỗ, nhìn các doanh nghiệp khác vượt mặt trong tương lai. Nhiều đêm trăn trở, thao thức với bài toán của thị trường Việt Nam. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1. Thank you.
Và đó là nhân vật của số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với CEO Chứng khoán Thành Công. Tôi là Nguyên Khang, từ những câu chuyện thật của CEO Chứng khoán Thành Công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia, chuyên gia tạo lập thương hiệu dẫn đầu.